Hallelujah, cảm ơn Chúa. Đây là cái video rất là tuyệt vời, video thứ hai mà chúng ta muốn nghiên cứu ghi nhớ Kinh Thánh với từng ý nghĩa của phân đoạn 1. Thì cảm ơn Chúa vì cái tấm lòng yêu mến lời Chúa và yêu mến những ý nghĩa mầu nhiệm trong Kinh Thánh của các bạn. Thì ước mong rằng là các bạn sẽ đi cùng mình cho đến hết cuốn Kinh Thánh. Với phân đoạn thứ hai này thì chúng ta sẽ có những cái điều đầu tiên ta sẽ học như sau. Điều thứ nhất có lẽ là chúng ta đã tưởng biết phân đoạn này kể chi tiết về việc Chúa thiết lập sự sống trong trái đất và đặc biệt là sự sống của loài người trong vườn Ê-đen. Thì ở đây về việc tạo dựng loài người thì chúng ta thấy rằng là Chúa trước khi tạo dựng loài người thì Chúa đã khiến cho cây cỏ mọc lên ngoài đồng. Cây cỏ mọc lên ngoài đồng nhé. Và để cho cây cỏ sống được thì Chúa đã thiết lập những cơn mưa, hơi nước thì bốc lên từ mặt đất và làm những cơn mưa. Thì Kinh Thánh đã ghi chép như vậy rồi. Chưa có khoa học kỹ thuật, chưa hiểu biết sâu sắc nhưng mà Kinh Thánh đã chép được rằng là hơi nước bốc lên và làm thành những cơn mưa rồi. Thì đây là một điều rất là phi thường mà ta nhận được trong Kinh Thánh đã chỉ dẫn cho ta cái điều này. Thì sau khi mà Chúa thiết lập cái sự sống được tuần hoàn qua các việc đó là cây cỏ mọc lên rồi hơi nước bốc lên, có mưa và tiếp tục luân hồi sự sống thì Chúa đã tạo ra loài người để cai quản cái sự sống đó, cai quản những loài cây tốt đẹp mà Chúa đã dựng lên. Thì Chúa đã dựng lên loài người sau đó. Tình tiết cứ theo tình tiết như vậy. Thứ tự là cây cỏ có trước, những cơn mưa để tuần hoàn sự sống có sau, rồi đến loài người được Chúa lấy bụi đất, Chúa lấy bụi đất, Chúa lấy bụi đất và Chúa nắn lên loài người. Lấy bụi đất, khi mà chúng ta thể hiện là bụi nó cái gì đó rất là nhỏ và Chúa đã thu góp bụi đất. Cái việc này thể hiện một cái quyền năng của Chúa và nó cũng thể hiện ở đây là cái ý nghĩa là Chúa rất là trau chuốt, kỹ lưỡng, tỉ mỉ trong việc tạo dựng nên loài người. Chúa rất là trau chuốt, kỹ lưỡng, tỉ mỉ tạo nên loài người. Ngài dùng những điều chi tiết, bụi đất rất là chi tiết. Và sau đó thì Chúa cho loài người một cái đặc ân, đó là hà sinh khí của Ngài, hà sanh khí của Ngài vào lỗ mũi và loài người trở nên một loài sinh linh. Loài sinh linh ở đây mang cái tính chất là loài người chúng ta có một cái thể thiêng liêng ở trong người. Trong con người chúng ta, tất cả ta đều có một cái gì đó gọi là thiêng liêng. Và bởi cái tâm linh thiêng liêng này, bởi tâm linh và cái sinh khí này mà chúng ta được nói chuyện với Đức Chúa Trời, được tương giao, được kết nối, được thờ phượng, được đến gần với Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời đến gần với chúng ta. Thì đây là cái ý nghĩa của cái từ sinh linh, cái từ thiêng liêng. Cái từ hà sinh khí lỗ mũi nó có cái tính chất như vậy là chỉ có loài người ta mới kết nối được với Đức Chúa Trời mà thôi. Còn tất cả các loài động vật khác không thể làm được điều đó. Các bạn phải nhớ như vậy, chúng ta có một cái đặc ân rất là tuyệt vời. Sau khi đại dựng loài người rồi thì Chúa không để cho loài người sống ở một cái nơi không sống ở một nơi khô cằn hay là một cái nơi nghèo thiếu, mà Chúa tạo nên một cảnh vườn Ê-đen. Trong vườn Ê-đen thì Chúa dựng nên rất nhiều loài cây ở đó, và các cây này rất đẹp mắt, rất ăn ngon ấy. Và đặc biệt ở đây là bên cạnh cái cây mà Chúa dựng lên để cho loài người làm thức ăn này thì có hai cây, đó là cây sự sống và cây biết điều thiện và điều ác. Cây sự sống thì theo cái nghĩa hiểu của các nhà khảo kinh, họ tin rằng cây sự sống là khi mà một con người bình thường như chúng ta vặt trái của cây sự sống ăn vào thì sẽ khiến cho xác thể của chúng ta, cái xác thịt này là bất diệt, là sẽ sống mãi mãi không thể chết, cái xác thịt này. Chứ không đơn thuần là chỉ sống về mặt linh hồn mà thôi, hay là sống về mặt tâm linh mà thôi. Mà thực ra thì linh hồn và tâm linh ta sẽ sống mãi, chỉ là sống ở trong thiên đàng, sống trong địa ngục thôi. Ý là cái cây sống nó sẽ cho ta sự sống của thân xác. Đó thì đấy là cái điều đặc biệt tuyệt vời của cây sự sống. Thế thì cái cây sự sống này không biết là Chúa đã canh giữ và như thế nào, nhưng mà bên cạnh cái cây sự sống thì nó có cây biết điều thiện điều ác. Cây biết điều thiện điều ác và cây sự sống này để gần bên nhau. Cây biết điều thiện điều ác thì trồng bên cạnh cây sự sống và hai cây đều ở giữa vườn. Thế không hiểu sao là khi mà Chúa cấm ấy, thì Chúa lại chỉ cấm cho con người không được ăn trái của cây biết điều thiện điều ác thôi, chứ Chúa không hề cấm cho ăn trái cây sự sống. Vì có lẽ là ở đây cái vấn đề là như này, đó là khi mà ăn trái cây sự sống thì là Adam Eva vẫn sống mãi. Thì ở đây là cái cây sự sống và cây biết điều thiện điều ác thì
Cây viết đề thứ hai là cây mà Chúa cấm không được ăn, còn không thấy Kinh Thánh chép lại là Chúa cấm không được ăn trái của cây sống, không thấy là Chúa cấm cái cây này. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì có lẽ là cây này được rào rất là kỹ, cây sự sống này được canh giữ, nên là cho nên là con người không thể tự ý ăn cái cây sự sống được, mà Chúa chỉ cấm. Có lẽ cây sự sống là được Chúa giữ rồi, nó không được ăn, không được ăn, nên là Chúa giữ, Chúa cho nhìn thấy thôi, không thể ăn được, không thể vào mà vặt được trái cây, chắc như vậy. Nhưng còn cây biết được thiện và ác thì ở bên cạnh cái sự sống, nhưng mà Chúa lại để cho tơ hư ra chẳng hạn, và Chúa không ấy nhưng gì không Chúa không không rào cản hay không ấy gì cả. Tức là có hai cây bên cạnh nhau, một cây thì được Chúa ngăn cản không cho con người đến gần, một cây thì Chúa để tơ hư ra và Chúa dặn là không được ăn thôi. Thế thì ma quỷ sẽ đến và cám dỗ là, thấy chưa, Chúa dặn như vậy thôi nhưng mà các ngươi vẫn có thể ăn được. À, kiểu như ma quỷ nói như vậy. Nếu như mà Chúa cấm thật đấy thì Chúa phải rào vào, hay Chúa sẽ làm tường bao, hay là Chúa làm cái gì đó để các ngươi không thể đến gần, như các ngươi không thể đến gần đến cây sự sống kia cả. Đấy, ma quỷ sẽ nói cái kiểu như vậy. À, còn cây biết điều thiện ác nó cứ tơ hư ra này thì là Chúa nói như vậy thôi, chứ còn các ngươi vẫn cứ ăn được, kiểu như thế. Bởi vì là Chúa nói là cứ cấm không cho ăn, là bởi vì là Chúa sợ các ngươi là sẽ trở nên giống như Ngài, biết điều thiện điều ác thôi, mắt sẽ mở ra thôi. Nên là ma quỷ đã dùng cái cách đó để cám dỗ Chúa, thì mình sẽ nói cái điều đó trong bài sau về cái ý nghĩa của nó. Nhưng mà chúng ta có thể nhận biết ở đây là theo cái trí tưởng tượng của chúng ta, theo trí tưởng tượng của Lộc, thì là cây sự sống thì được Chúa là gìn giữ, rào vào đấy, kiểu là tức là tạo sự ngăn trở để con người không thể đến gần, dễ dàng hái trái như là hái trái của cây biết thiện ác. Thế chúng ta nhớ cái điều này. Đấy là cái suy luận của Lộc. Thế còn cái ý nghĩa mà Chúa tạo dựng nên vườn Eden và Chúa khiến con người vào trong vườn Eden, và trong Kinh Thánh chép rất mô tả rất rõ cái cảnh đẹp, cái vẻ đẹp, cái sự uy nga, cái sự tráng lệ, cái sự tuyệt vời, rất tuyệt vời mà Chúa đã tạo cho con người ở trong vườn Eden. Tức là Chúa đã chuẩn bị vườn Eden rất là đẹp đẽ để cho con người có thể ở được. Thì chúng ta sẽ lưu ý về cái vườn Eden ở đây. Tức là Chúa muốn bày tỏ tình yêu của Ngài qua cái sự chuẩn bị của Ngài. Và chúng ta sẽ đi tiếp về cái sự tạo dựng của Chúa và dành cho cái người nữ. Ở đây sẽ mô tả kỹ hơn cho chúng ta về cái việc mà Chúa tạo dựng như thế nào. Sau khi tạo nên loài người thì Chúa giao cho loài người canh giữ vườn, ăn trái cây trong vườn, ăn hoa quả trong vườn. Đấy. Và cái điều mà trước khi Lộc phân tích ở đây thì Lộc muốn nhắc nhớ cho các bạn là Chúa cấm không được ăn trái cấm ấy. Chúa cấm không ăn trái cây thiện ác là lúc này chưa có Eva các bạn nhé. Chưa có Eva. Đấy. Cho nên vì sao là ma quỷ Satan lại cám dỗ Eva chứ không phải là cám dỗ Adam. À, vì Adam cứng rắn không thể cám dỗ được, nhưng mà cám dỗ Eva. Tức là Chúa khi mà Chúa cấm đoán cái điều này, Chúa dặn Adam thôi, và cái người chịu trách nhiệm là phải là Adam. Tức là Adam không những là canh giữ chính mình mà canh giữ cho vợ mình, cho gia đình mình nữa. Đấy là cái điều mà chúng ta học được ở đây. Tức là Chúa cấm, thế nên thì trong sự tạo dựng này là Chúa tạo dựng Eva sau. Sau khi mà Chúa đã thiết lập rất nhiều điều thì Chúa mới tạo dựng Eva. Chúa cấm thì Chúa cấm con trai của Ngài chứ không cấm Eva là người ra sau. Eva được tạo ra lúc này là một người nữ. Người nữ này có một cái tính chất, đó là người giúp đỡ. Ở đây Lộc sẽ nói về cái từ giúp đỡ này là vô cùng tuyệt vời với chúng ta, mà nhiều người bây giờ chúng ta sẽ hiểu sai cái ý nghĩa của sự giúp đỡ. Đó là bây giờ chúng ta lấy vợ xong rồi chăm sóc cho vợ và nuôi vợ, nuôi con cái. Người vợ không mang một cái tính chất gì của sự giúp đỡ cả, chỉ mang tính chất hưởng thụ những gì người đàn ông làm ra, mang tính chất hưởng thụ sự chăm sóc của người đàn ông, sự bảo bọc của người đàn ông. Tôi được tạo ra từ xương sườn của người đàn ông, tôi được tạo ra từ xương sườn này, từ cái nơi cần được bảo vệ, người phụ nữ được bảo vệ, được chăm sóc, nhưng không hề có sự giúp đỡ, không hề có sự đồng công với người nam trong công việc. Đàn ông, người chồng cứ làm cái gì thì người phụ nữ của họ lại ngăn cản, lại chống đối, lại có những cái sự không sự giúp đỡ, không có mâu thuẫn, không có hỗ trợ trong hôn nhân, thì điều đó là sai Kinh Thánh. Cái sự giúp đỡ này là người phụ nữ phải thuận phục chồng mình, phải giúp đỡ chồng mình để hoàn thành cái công việc mà Đức Chúa Trời làm, giống như ở trong Kinh Thánh ở đây Chúa nói cho Adam đó là không được ăn trái cây biết được thiện và ác, và người phụ nữ đáng nhẽ phải giúp đỡ người chồng mình mãi mãi giữ được vững được cái điều này. Cái điều quan trọng nhất mà Chúa muốn người nữ giúp người nam đó là không được phép ăn trái cấm, thì người nữ lại làm ngược lại. Đây thể hiện một cái việc, đó là nó xảy ra cho đến hiện tại đến bây giờ, đúng không ạ? Và ngày hôm nay ấy,
đây là một cái ý nghĩa của câu chuyện hôn nhân là mình muốn chia sẻ với các bạn, mà mình sẽ chia sẻ sâu sắc hơn trong cái loạt bài chia sẻ về hôn nhân, gây dựng hôn nhân. Đó là nếu như các bạn kết hôn với một người nữ mà người đó không cùng chí hướng, không đồng công với các bạn, không sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong chức vụ, trong sự kêu gọi, trong ý muốn của Đức Trời, trong kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời bạn, thì người đó, người nữ đó không phải người nữ của bạn. Hoặc là hai các bạn rất yêu nhau nhưng mà nếu như người đó không sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong chức vụ của các bạn ấy, không đồng công các bạn, thì vẫn chưa phải là cái lúc mà các bạn nên cưới nhau, nên kết hôn. Thì các bạn phải chú ý ở cái điều này, đó là khi cưới nhau xác định, các bạn phải biết là người nữ không phải là người suốt ngày ở nhà giặt giũ hay là đi làm công việc của riêng bà ấy. Bà ấy có cái tài chính riêng, hay bà ấy có cái công việc riêng, hay là bà ấy tự sống độc lập quân bình như người nam, xong rồi theo cái tính chất là không có sự giúp đỡ người nam, tức là tôi hai đứa con tôi nuôi một đứa, anh nuôi một đứa, tiền điện tôi đóng tháng này tháng sau anh đóng, hay là tức là không có cái sự giúp đỡ người nam hoàn thành cái công việc của Đức Chúa Trời muốn họ hoàn thành ấy, thì chúng ta phải cân đối, phải xem xét lại cái ý muốn của Chúa trên đời sống chúng ta về cái người nữ của chúng ta. Và chúng ta xem đến video này, chúng ta cũng phải dạy lại. Và các bạn nếu các bạn muốn hiểu sâu sắc về hôn nhân thì các bạn hãy kích vào cái video số 3 gây dựng hôn nhân nhé, thì mình sẽ nói, thì tạm thời mình sẽ nói qua về ý nghĩa giúp đỡ này. Các bạn nhớ từ giúp đỡ về cái tính chất người nữ, người nữ phải làm được việc này thì anh ấy làm vợ. Đây là cái điều mà mình mấu chốt cho các bạn. Quên mất là mình lại nói về người nữ trước. Trước khi Chúa tạo dựng người nữ, trước khi có người nữ thì Chúa đã tạo dựng trong đó là các loài thú rừng và chim trời. Bữa trước ta đã học rồi, loài thú rừng và chim trời đó là Chúa tạo trong ngày thứ sáu. Chúa tạo vào ngày thứ sáu, chim trời thì là Chúa tạo vào ngày thứ năm, và thú rừng và Chúa tạo vào ngày thứ sáu. Thực ra thì ở đây thì chủ yếu là Chúa tạo cho ngày thứ sáu, tức là cái phần đoạn kinh thánh số 2 này nói chủ yếu là về cái việc mà Chúa tạo dựng ngày thứ năm và ngày thứ sáu, là cái công việc mà Chúa tạo dựng chủ yếu là trên mặt đất theo cái cách đó là Chúa lấy đất thôi, chứ phải lấy bụi đất. Chúa lấy bụi đất thì cái tính trau chuốt nó trau chuốt hơn, lấy đất thôi thì nó cái thể hiện cái sự trau chuốt nó ít hơn, đúng không ạ? Thì Chúa đã lấy đất thôi, và Chúa đã tạo dựng nên các loài chim trời này và thú đồng này, chủ yếu là các loài thú đồng. Và khi mà Adam đến với các loài thú đồng, cai trị chúng, đặt tên cho chúng, quan sát chúng và phân loại chúng, thì Adam mới nhận biết là Adam có một cái niềm nhận biết. Adam nhận biết là mình có một mình. Tất cả các loài, đặc biệt là loài chim, đúng không ạ? Nhưng đặc biệt là chim bồ câu. Khi các bạn mà nhà nào mà các bạn nuôi bồ câu, các bạn sẽ thấy là ví dụ các bạn nuôi bồ câu thì bồ câu bao giờ cũng chỉ đẻ hai quả trứng trong một lần đẻ, chỉ đẻ hai quả trứng trong một lần đẻ, và khi ấp nở kiểu gì cũng nở ra một đực và một cái, không bao giờ là hai cái hoặc là hai đực. Và hai con chim bồ câu này sẽ chỉ quấn tú với nhau cho đến khi chúng chết. Đây là cái điều đặc biệt của loài chim bồ câu. Nên sao, tại sao chúng ta thấy là cái hình chim bồ câu lại lại được dùng làm cho cái hình ảnh của thánh linh này, và đặc biệt là dùng cho cái mỗi khi mà các bạn đi đám cưới đấy, các bạn thấy hình hai con chim bồ câu chúc mỏ vào nhau, tức là nó thể hiện sự chung thủy, sự không thể phản bội nhau, sinh ra là có nhau. Đây là như vậy. Và có lẽ là Adam nhận biết từ cái điều này mà Adam biết là mình chỉ có một mình, nên là Adam đã buồn rầu. Nhưng không hiểu tại sao Chúa này tạo con thì có một mình, nhưng mà sau đó Chúa lại tạo con này kia thì lại có đôi có cặp. Thì có lẽ bởi điều này, thực ra là Chúa muốn cho Adam một cái nhận biết, là Adam nhận biết rằng Adam cần một người ở bên và bầu bạn, một người ở bên và bầu bạn. Cái điều này nó mang một cái ý nghĩa rất là hay, đó là đôi khi một người đàn ông như chúng ta, như Lộc chẳng hạn, hay như quý vị anh chị em, một người đàn ông thì chúng ta cần có một người phụ nữ, rất cần luôn, cần đến nỗi mà chúng ta buồn rầu, âu sầu, buồn rầu, cần đến cái lỗi nó là như vậy. Nhưng mà ta phải nhớ là cái người này nó phải có ý nghĩa giúp đỡ thì chúng ta lấy làm vợ nhé. Nên là sẽ nói lại, nên là Lộc nhấn mạnh lại, mang ý nghĩa giúp đỡ thì hãy lấy vợ, chứ đừng vì cô đơn quá mà ta lại vội yêu một người, đừng cô đơn quá ta vội cưới một người, đừng vì cha mẹ giục giã quá mà ta cưới một người. Thế thì cái vấn đề nó nằm nội tại cái vấn đề như thế này, đó là tại sao Đức Trời tạo ra Adam một mình thôi? Vì Đức Trời muốn Adam là bầu bạn với Ngài thôi. Nên là Chúa đã cho Adam chỉ có một mình, ta thiên binh thiên sứ để phục vụ Ngài, để hầu việc với Ngài. Và cũng chỉ bởi sự cô đơn mà Đức Trời đã tạo nên thiên hà vũ trụ, và cuối cùng là tạo nên
trái đất và dựng loài người để có một người nói chuyện với Ngài. Nhưng Ngài cũng nhận ra rằng con người đó mà ở một mình thì con người cũng rất cô đơn. Con người đó không thể nào ở một mình với Chúa mãi được. Cho nên là trong cái điều mà Chúa tạo ra người nữ đến với Adam thì Chúa đã thiết lập một hôn nhân. Thiết lập một hôn nhân ấy, hôn nhân này đã đánh giá đó là lìa cha mẹ, dính díu với vợ, hai thành một, hai mà trở lên một. Ở đây Đức Chúa Trời muốn con người trở lên một với Ngài, hòa thuận với Ngài. Đức Chúa Trời muốn con người có một cái đặc quyền gì đó, được phép gọi là trong cái thể thiêng liêng, trong cái thể sinh linh ấy, trong cái thể hà sinh khí lỗ mũi đấy. Chúa muốn con người có một cái đặc quyền gì đó, được giao tiếp, được trò chuyện, được thân hữu, được thân cận, được gần như là người gọi là người bạn hữu của Chúa, người tâm giao của Chúa, như là người tiên tri của Chúa. Cái người tức là người hiểu những điều có ở trong lòng của Đức Chúa Trời, người tâm giao với Ngài, người cố vấn của Ngài. Nhưng rồi đến khi Ngài tạo ra Adam, Adam cũng còn mình, và Adam cảm thấy rằng mình lại cũng như Chúa, cũng cô đơn, cũng cần một người dính díu với mình. Và điều này đã khiến cho Adam Eva dính díu với nhau và tách lìa khỏi Đức Chúa Trời, về cái mối quan hệ trở lên là một cái người cực kỳ thân hữu, hay cực kỳ thân mật, mật thiết, cực kỳ gắn kết với Chúa. Bây giờ gắn kết với vợ rồi, đúng không? Thì đây chúng ta phải hiểu đây là cái sự lìa cha mẹ. Ở đây là Adam làm gì đã có cha mẹ đâu, đúng không? Adam đâu có cha mẹ đâu. Adam chỉ có đấng tạo hóa là đấng mà Adam phải gắn kết, dính díu, nương dựa, nhờ cậy, tâm sự, đến gần. Đúng không? Thì cho nên là cái điều này đã khiến cho Adam phải lìa Đức Chúa Trời, tức là lìa cha mẹ và dính díu vợ. Thì ở đây là đã lìa Đức Chúa Trời. Đây Chúa đã thiết lập một cái hôn nhân như vậy. Trong cái điều này nó cũng thể hiện một cái kế hoạch của Đức Chúa Trời, đó là sự một thể là kết hợp bởi nam và nữ, chứ không bao giờ kết hợp bởi hai người nữ, cũng không được kết hợp hai người nam. Và đây là cái thể rất quan trọng, không được đồng tính luyến ái ở đây nữa. Thế mình cũng nhắc lại các bạn ở chỗ này, người trở nên là một thịt thì Chúa đã ban cho sự sinh sôi nảy nở. Chúa sẽ không tạo dựng loài người nữa, Chúa sẽ không lấy bụi đất nắn lên loài người nữa, và Chúa muốn loài người tự sinh nở ra, tự sinh đẻ ra. Đấy. Nhưng mà trong một số phân đoạn sau của những phân đoạn này ấy, 3, 4, 5, 6 nó cũng sẽ không hiểu sâu sắc lắm, nhưng mà có những phân đoạn cảm giác như Lộc vẫn cảm giác như là Chúa vẫn tiếp tục tạo dựng nắn lên loài người ở bụi đất tiếp tục. Nhưng mà ở đây mình nghĩ là có lẽ là đến đây là Chúa đã kết thúc rồi, bởi vì Chúa đã tạo dựng nên là dừng lại để con người tự sinh nở. Đấy, thì nó có mang cái ý nghĩa như vậy. Vấn đề ở đây là mình sẽ quay lại ý nghĩa của sự vâng lời, đó là Đức Chúa Trời có quyền không tạo ra cây biết được thiện và ác, hay là không để cho cây biết được thiện và ác và cây sự sống ở giữa vườn. Đức Chúa Trời có thể cất hai cây này đi, giấu đi, hoặc là không trồng nó. Nhưng Đức Chúa Trời đã tạo ra một cái thử thách xem họ có vâng lời Đức Chúa Trời không. Vâng lời Đức Chúa Trời hay không. Chúa không thể hòa hợp với Adam như một người bạn thân hữu, như một người đồng công đồng lao, hay như một người con trai thật sự gắn kết với Ngài. Đức Chúa Trời không thể hòa hợp với Adam như vậy nữa. Ở đây là Chúa có một cái điều, đó là con người vẫn Chúa tạo dựng nên, mang cái thể đó là có thể là thiêng liêng, mang cái thể cai trị, mang cái thể gọi là có thể kết hợp trong linh với Chúa, kêu cầu Chúa, được gọi Chúa là cha. Ở đây Chúa đã tạo dựng con người với cái tính chất đặc quyền như vậy, chứ không phải là người phục vụ Chúa như là các thiên binh thiên sứ, mà đây là người được thừa hưởng, được nhận tình yêu của Chúa nhiều hơn. Được sự chăm sóc của Chúa nhiều hơn, mang chất thể con của Chúa nhiều hơn, là người phục vụ như là các thiên binh thiên sứ. Thì Chúa đã tạo dựng Adam với tính chất như vậy, nhưng mà vẫn thử thách Adam một chỗ là có vâng lời Ngài hay không, có vâng lời Ngài một cách có lựa chọn. Thì đây là toàn bộ những cái gì mà Kinh Thánh chương số 2 đã chép về nội dung và ý nghĩa mà mình có thể hiểu được. Còn các bạn nào thấy mà những gì mình chia sẻ nó có cái gì nó sai thần học
hoặc là cái gì nó không đúng về mặt thần học ấy, thì các bạn hãy chia sẻ cho thì các bạn hãy đóng góp ý kiến nhé, đóng góp ý kiến ngay lập tức, bởi vì Lộc không muốn bất cứ cái điều gì nó không đúng kinh thánh, bất cứ điều gì nó sai ý nghĩa thần học và sai, đặc biệt là sai với cái sự khảo cứu trong sách này. Thì các bạn có sự lấn cấn thì các bạn hỏi ngay. Thì hẹn gặp lại các bạn vào sáng đi khi chương 3 và những ý nghĩa của câu chuyện. Goodbye.